Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nộp bài trên Padlet.com. Các bạn hãy truy cập vào cái đường link như ở phía trên tôi đã cung cấp và tôi đã gửi cái đường link này vào lớp nhóm mình. Các bạn truy cập vào đường link này, sau đó các bạn có thể tạo cái nốt của mình ở trên Padlet bằng cách các bạn đó là tôi làm lại như sau. Các bạn ở phía cuối phần bảng của mình, các bạn sẽ thấy một cái dấu cộng. Và khi các bạn nháy và đưa con trỏ chuột vào dấu cộng này, nó sẽ chuyển thành cái bút. Các bạn nháy vào đây. Các bạn hãy thêm tiêu đề của các bạn bằng cách đó là các bạn điền họ tên của các bạn vào. Đây, tôi đã thêm một bạn đây và các bạn có thể thêm cái diễn giải của bạn đây nó là gì? Khi các bạn tạo xong thì các bạn có thể là nháy ra ngoài. Và các bạn lưu ý là ở đây thì các bạn có thể là sửa được cái nốt của các bạn. Các bạn có thể làm gì trên cái nốt của các bạn? Đó là các bạn sửa lại, các bạn có thể là tải tệp đính kèm vào đây cho tôi. Bằng cách các bạn nháy chọn vào nút Upload. Các bạn chọn Pick File. Sau đó ở tại cái phần đó là chúng ta chọn tệp từ thư mục nào thì các bạn sẽ chọn vào. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn cái tệp PowerPoint để tôi đưa lên. Vậy là các bạn đã đính kèm xong tệp. Ngoài ra trên Padlet này các bạn còn có thể làm rất là nhiều thao tác khác nhau. Các bạn add comment có nghĩa là các bạn đưa những cái tương tác của các bạn. Các bạn có thể là đưa những cái tương tác ở đây. Và các bạn chọn gửi. Rất là nhiều thao tác khác nhau và các bạn có thể sửa lại các Padlet của mình rất là nhiều các cách khác nhau. Các bạn ngoài ra thì các bạn còn có thể làm gì trên cái Padlet này? Ở đây tôi sẽ tạo thêm một cái Padlet nữa để minh họa cho các bạn thấy. Các bạn còn có thể làm gì? Thứ nhất các bạn có thể là upload cái file giống như tôi vừa hướng dẫn. Các bạn có thể là chia sẻ cái đường link hoặc là các bạn có thể search trên Google. Các bạn có thể chụp ảnh. Chụp và đưa cái tài liệu của bạn lên tự ảnh, file ảnh. Rất là nhiều cách khác nhau hoặc các bạn sẽ đưa cái âm thanh, chia sẻ cái màn hình trên cái Padlet này. Có nghĩa là trên Padlet bạn thực hiện được rất là nhiều hành động khác nhau trên cái nốt của mình. Hy vọng với chia sẻ này của tôi thì bạn sẽ áp dụng thật tốt vào trong học tập. Xin kính chào và hẹn gặp lại.